Lúc ấy mình đang ở dưới suối, đã bị thương ở tay rồi, thì đang vụt cái nước suối lên trên mặt cái thứ, mà nghe cái tiếng chim nó hót. Khi mình quay trở lại nhìn, thì đằng sau lưng mình là một cái cháy nổ. Rồi sau đó thì là mình diễn cái cảnh mình bị thương nhẹ, nhưng mà đến khi mà nổ rầm một cái, thì mình nhớ là mình bay thẳng vào cái máy quay luôn. Chiếc máy quay té, anh em quay phim cũng té rầm luôn xuống luôn. Ôi trời, nó đau mà nó hoảng sợ. Tức là thế này, cái cháy đấy lý ra chỉ có 200 gram TNT thôi, nhưng mà cái ống khói lửa ông chôn thành 1 tí TNT. Cho nên cái phát nổ nó mạnh quá, nó mạnh quá, bị tức ngực mà đau tới mấy ngày luôn ạ. Rồi mình cứ đi vào thì tự nhiên mình nghe một cái tiếng gọi là Tào Bá Sơn, đừng đi nữa. Mình quay lại thì là anh Bằng Phong quay phim. Nguy hiểm lắm, đi ra đi. Đó thì mình chật mình sợ là dưới đất của mình những cái đá nó rêu, còn nó trơn đến mức kinh khủng. Mình thò tay vào cái này nó trượt thò lại. Sau đó mình mò đi ra và cuối cùng là mình té râm một cái. Mình nhớ là từ trên cái chỗ một cái đỉnh ấy té xuống cái chỗ vào khoảng 4-5 mét, trượt một cái nó nằm giữa một cái khe nhỏ chút xíu này, chỉ còn khoảng độ 3-4 mét là bắt đầu ra cái đổ xuống cái thác lại, nó khủng khiếp lắm, cao lắm. Thì làm sao mà mình lại lọt vào cái chỗ đấy, cái khe nước ấy, và cái khe nó chảy đấy, chỉ mình văng vẳng bên tai cái tiếng là anh em ơi, Đào Bá Sơn té rồi, Đào Bá Sơn chết rồi, cứu nó đi, mà nước nó chảy xiết. Thì ai đó bảo giữ cái tay nhá, thì nhớ họ cầm cái tay và anh em nối người này rồi kéo mình lên. Lúc ấy con bé 5 tuổi, nó mẹ là chỉ sống Sài Gòn, nó sống với tôi ở Hà Nội. Thì tôi nhớ lúc bây giờ là có cho con đi coi một cái phim. Khi đi coi phim xong về thì mình cũng vô tình thôi, suốt cả trên đường nó không nói gì mình cả. Đến khi về nhà thì bảo con làm sao vậy, có chuyện gì? Là con ghét bố lắm, thì có gì nói cho bố đi. Tại sao cái chú hiền lành như thế, bố đi bố giết chú ấy. Mình vô tư lắm, mình trả lời là trời ơi con, bố đóng phim mà, thôi giờ chuẩn bị đi ngủ thì mai bố con đưa đi học. Thì mình nhớ là lúc trời mùa đông Hà Nội nó lạnh, thì đến khi mà kéo nó vào lòng thì nó chợt tỉnh giấc, nó nhìn cái mặt mình, nó đẩy mình ra này, nó con ghét bố lắm, quay mặt đi. Em xin mời anh Sơn bước vào không gian rất nhiều ký ức của hàng triệu người. Đấy, những ký ức này chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được ha. Ô, Duy Châu. À, đây là một trong những cái tác phẩm đầu đời mà tôi gần như yêu thích nhất của Lilian Voynich. Dạ đúng rồi anh. Và đặc biệt là ở trong này có một cái lá thư cuối cùng, tôi đọc nó từ năm tôi 16 tuổi và bây giờ thậm chí tôi đọc lại cái lá thư kết của phim Rema Thân Yêu, tôi vẫn không cầm được nước mắt. Duy Châu, một tác phẩm đông đầy cảm xúc. Dạ. Anh Sơn là sinh ra và lớn lên từ thủ đô Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Tôi nhà tôi gốc khác nhiều đời Hà Nội. Anh ở ngã tư Sở đúng không anh? Ờ đúng rồi, ngã tư Sở. Anh bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh từ năm bao nhiêu anh Sơn? Một vài năm trước thì đã có rất nhiều các công việc. Dạ. Thậm chí là có những cái lần đi chọn cảnh với đạo diễn Hồng Sến với đạo diễn Lâm Tới. Dạ. Nhưng mà còn vào chính thức thì cuối năm 83. Lúc đó anh đi làm việc với đạo diễn Lâm Tới với đạo diễn Hồng Sến. Hồng Sến là bộ phim nào anh? Lúc bây giờ đã có kêu tôi đi chọn cảnh cái phim Cánh Đồng Hoang. Cánh Đồng Hoang. Ừ. Dạ. Rồi về đọc kịch bản, nhưng mà lúc ấy thì chưa vào được vì còn rất nhiều việc. Cái tôi thì tôi rất là mê tín Hồng Sến. Từ lúc hồi học trong trường, là anh ở miền Nam ra. Dạ. Đã là ghé thăm trường, ghé thăm bọn tôi. Anh Đào Bá Sơn là anh học trường điện ảnh Việt Nam. Trường điện ảnh khóa 2 đúng không anh? Đúng rồi, tôi học khóa 2. Dạ. Sau đó là Hồng Sến tôi đi học Bulgari. Trở về thì thầy trò vẫn quý mến nhau. Khi tôi vào Nam thì đi với Hồng Sến mà khoảng 5-6 năm cho đến khi mà tôi nhận được giao cái phim đầu tay. Lý do tại sao anh lại đến với điện ảnh? Tức là không phải học một môn nào khác, một lĩnh vực nào khác mà tại sao anh lại vào trường điện ảnh? Tôi thì tôi nghĩ thế này, trong cuộc đời của tôi á, mãi sau tôi mới nghiệm ra hình như nó có những cái lực đẩy vô hình, nó đẩy mình đến cái chỗ này. Mặc dù có vẻ như rất ngẫu nhiên nhưng nó lại thành một cái gì đấy. Thí dụ, hồi đó khi tôi đến với điện ảnh là do một cái ông kẹo kéo. Ông bán kẹo kéo ở gần nhà tôi mà hôm tôi đi ra, ông gọi lại, ê mày, tao thấy trường điện ảnh người ta đang tuyển học diễn viên, tao thấy tướng tá của mày được á, đi học đi. Hồi đó thì làm gì có báo chí như bây giờ, làm gì có thông tin. Hà Nội lúc bây giờ làm gì có truyền hình, cùng lắm thì có cái radio. Thế thì tôi ngạc nhiên, tôi hỏi lại ông ấy. Thì ông có nói ở cái ba Hoàng Hóa Thám á, mày lên đấy đi. Khi tôi lên đấy thì tôi thấy trường đông lắm, mà tôi thấy toàn con trai với con gái rất xinh đẹp, không dám thi, còn thiếu tự tin. Lúc bây giờ mình nghĩ rằng là điện ảnh thời đó nó giống như là một cái gì nó cao siêu lắm, nó vời vợi ạ. Mà mình thì sống là mặt đất mà thôi, mình trần tục, làm sao mình có thể mơ ước như thế được.
cũng ngó nghiêng các thứ, thì có mấy người anh em thi á, thế là họ nhờ đóng những vai phụ, vai phiết cho những tiểu phẩm các thứ của họ. Nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba khi bắt đầu đóng chung rồi, bắt đầu mới dám đăng ký, tự tin đăng ký thi. Và một chàng trai người Việt khi bắt đầu đóng phim, đóng vai toàn là người nước ngoài. Hồi xưa em lúc làm coi phim tưởng đâu là một ông Tây có tâm hồn Việt Nam chứ. Khi trúng tuyển ạ, lần 1, lần 2, lần 3 thì tôi vui lắm. Gia đình cũng vui, cũng mừng. Thì ngay trong quá trình học thì không bao giờ mình đóng Tây cả. Mình lại chuyên đóng vai Việt Nam, đóng vai này, vai kia vân vân. Và khi tốt nghiệp xong rồi thì ngay khi phim tốt nghiệp là tôi đã được mời đi đóng một vai Tây. Nhưng mà mình nhớ cái vai Tây đó nó có một kỷ niệm rất khủng khiếp, là làm cái phim Ban Mai cho đạo diễn Xuân Sơn. Dạ. Thì đấy, cái phim Ban Mai là phim tốt nghiệp của anh ở trường vừa kích của Liên Xô. Thì cái nhân vật chính mẹ Việt Nam mà bố Mỹ, phi công Mỹ, và trở lại ném bom trên cái mảnh đất, và chiếc máy bay về sau bị cháy và nhảy dù rớt xuống và tiếp cận với biết bao nhiêu cái nền văn hóa ở cái đồng bằng Bắc Bộ lúc bây giờ. Thì cái phim ý tứ rất hay, và mình nhớ một cái kỷ niệm là lúc ấy mình đang ở dưới suối, cũng đã bị thương ở tay rồi, thì đang vụt cái nước suối lên trên mặt các thứ, mà nghe cái tiếng chim nó hót. Khi mình quay trở lại nhìn thì đằng sau lưng mình là một cái cháy nổ. Rồi sau đó thì là mình diễn cái cảnh mình bị thương nhẹ, nhưng mà đến khi mà nổ rầm một cái thì mình nhớ là mình bay thẳng vào cái máy quay luôn. Cái chiếc máy quay té, anh em quay phim cũng té rầm luôn xuống luôn. Ôi trời, nó đau mà nó hoảng sợ. Tức là thế này, cái trái đấy lý ra chỉ có 200 gram TNT thôi, nhưng mà cái ống khói lửa ông chôn thành 1 ký TNT. Cho nên cái phát nổ nó mạnh quá. Nó mạnh quá, cũng bị tức ngực và đau tới mấy ngày luôn ạ. Rồi. Lần đầu tiên mà tiếp xúc với máy quay, với điện ảnh đó là tưởng đâu đi xa rồi đó. Đã. Anh Sơn vừa nhắc đến những mối nguy hiểm khi mình làm phim. Những cái cảnh đó thì không bao giờ khán giả biết được ha. Đó là một trong những cái ký ức mà không bao giờ quên. Mới đầu đời thôi đã gặp nguy hiểm rồi. Anh Sơn nói chuyện sự nguy hiểm thì Linh nhớ rằng có một lần Linh là làm dự án chung với anh Sơn trong bộ phim là Những Đứa Con Thần Linh. Đúng rồi. Ở đúng rồi. Pleiku, đúng rồi. Gia Lai, Kon Tum. Đúng rồi. Lúc bây giờ Lê Quyền Linh đóng một cái vai thứ chính rất đẹp, Nhâm Minh Hiền, cùng với Nhâm Minh Hiền đẹp, đóng khổ. Và mình nhớ cái đáng yêu nhất là Quyền Linh là khi mà đóng khổ, khi ra cái hiện trường ấy, là chính người Tây Nguyên cứ tưởng Quyền Linh là chính là đồng bào của họ, không nghĩ Quyền Linh là người Kinh đâu. Dạ. Đó. Lúc đó em đen đen nhỏ nhỏ người ha. Nhưng mà đẹp, dạ. Đẹp lắm, hình thể đẹp lắm, râu ria tóc tai đẹp lắm. Dạ. Thế thì mình nhớ là cái cảnh buổi sáng hôm đó là ngày đầu tiên khi cả cái đoàn mình lên để quay phim. Trong lúc chờ để cúng máy á, thì mình thấy cái trong chân khác có nhiều cảnh đẹp á, thì mình đi vào. Càng đi càng thích, bởi vì lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy một cái cầu vồng nó có cái chân mọc ở từ cái thác lên. Thế mình ngạc nhiên lắm, trong đời chưa bao giờ mình nhìn thấy như thế cả. Mình cứ đi vào, thì tự nhiên mình nghe một cái tiếng gọi là Đào Bá Sơn đừng đi nữa. Mình quay lại thì là anh Bằng Phong quay phim. Nguy hiểm lắm, đi ra đi. Đó thì mình chật mình sợ là dưới đất của mình những cái đá nó rêu, còn nó trơn đến mức kinh khủng. Mình thò tay vào cái này nó trượt thò lại. Sau đó mình mò đi ra và cuối cùng là mình té râm một cái. Mình nhớ là từ trên cái chỗ một cái đỉnh ấy té xuống cái chỗ vào khoảng 4-5 mét. Trượt một cái nó nằm giữa một cái khe nhỏ chút xíu này. Thì còn khoảng độ 3-4 mét là bắt đầu ra cái đổ xuống cái thác là nó khủng khiếp lắm, cao lắm. Thì làm sao mà mình lại lọt vào cái chỗ đấy, cái khe nước ấy, và cái khe nó chảy đấy, thì mình văng vẳng bên tai cái tiếng là anh em ơi, Đào Bá Sơn té rồi, Đào Bá Sơn chết rồi, cứu nó đi. Mà nước nó chảy chết, thì ai đó bảo giữ cái tay nhá. Thì nhớ họ cầm cái tay và anh em nối người này rồi kéo mình lên. Thì trong đấy có Quyền Linh chứ ai. Thế là lúc đó Quyền Linh là người chạy thật nhanh. Lúc đó rất là nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm. Anh em thấy Đào Bá Sơn mà tướng anh to lắm. Khiêng được ảnh lên cái vách núi đó là vô cùng khó. Em và Nhâm Minh Hiền, mấy người kéo anh Sơn lên, khiêng ảnh lên. Mà thấy thương lắm, chỉ cần một chút xíu thôi quý vị. Một tức tắc thôi ảnh có thể rơi xuống cái vực sâu như thế. Thác Gia Ly thì quý vị rồi, nó hùng vĩ lắm. Thác nó rất là đẹp, và chính cái tình yêu nghệ thuật trong tim của anh Đào Bá Sơn nó cứ thúc đẩy anh đi, anh quên luôn cái sự nguy hiểm đó. Đó lúc là trong kỷ niệm rồi sống mình còn. Mình nhớ là lúc bây giờ là mình bị dập cái xương bả vai, dập cái xương đầu gối đi chụp hình ấy. Rồi miệng thì môi thì sưng bốp lên, tức là 3 ngày sau là phải đi quay.
thì chính mấy anh em phải dìu và chống cái gậy mới đi quay được. Nhưng cuối cùng thì bộ phim cũng hoàn thành. Bộ phim đó là một trong những cái bộ phim nghệ thuật được đánh giá rất là cao anh xem hả? À, đó, chỉ có mới hai tác phẩm thôi quý vị mà hai lần thoát chết rồi đấy. À, người nghệ sĩ như thế khi mà họ lao vào công việc, họ yêu cái nghệ thuật thì gần như là họ bất chấp tất cả mọi thứ, không biết cái gì nguy hiểm xung quanh mình cả. Em nhớ là ngày xưa anh Đào Hoa Sơn đóng phim là anh nhuộm tóc. Thực ra là xưa làm những cái công nghệ, bây giờ em còn đi đóng anh nhớ là mọi người cứ trét vôi rồi trét đủ thứ lên tóc mình để làm già. Thì hồi đó thì khi mà các đạo diễn đến gặp mình mà mời nè ông phim á, thì mình đã biết là mình sẽ những cái vai của mình thế nào rồi, là chắc chắn là vai Tây vai Mỹ gì đấy rồi. Thì không giết người cũng cướp của, không cướp của thì cũng đốt làng phá xóm rồi hãm hiếp, nói chung giết về sau là mình sợ, mình không muốn đóng những cái vai đấy. Còn một cái nỗi sợ hãi nữa là nhuộm tóc, phim nào thì cũng phải nhuộm tóc vàng. Dạ. Thế mà nhuộm làm gì có thuốc nhuộm như bây giờ. Nhuộm bằng cái gì anh? Oxit già. Ồ. Tức là người ta bôi lên oxit già, mà có lúc là khói nó bốc lên á, mình không biết sao đầu của mình nó cháy ấy. Khói nó bốc bốc lên á, thì cái đầu của mình nó vàng nhưng mà nó như rơm á. Thì lần nào cũng là như thế, lần nào cũng nhuộm, rụng rất nhiều tóc, có lẽ là một phần do những cái đấy nữa. Khi nhận được cái vai Mỹ vai Tây thì thực ra là hồi nó có cái vai thì mừng lắm, nhưng mà đến khi vào khoảng vai thứ năm thứ sáu thì bắt đầu mình chán. Và nhiều lúc mình nhìn trong gương, lúc bây giờ mình chỉ mơ ước làm sao mình có được cái mặt thật Việt, để có cái cách gì mà cái tóc của mình nó đừng có xoăn, và làm sao cho cái mũi mình nó tẹp xuống, nó bè như mũi bọn ở trong lớp, mũi Bùi Cường hay mũi thằng Bùi Bảy Bình hay mũi anh em, thì nó sẽ rất nhiều vai chính. Nếu hồi đó mà có cái chỉnh sửa mũi chính liền luôn hả? Chắc chắn là mình đi chỉnh sửa để cái mũi cho nó bẹp xuống, cái tóc thẳng ra không quan kết gì cả, với một cái hy vọng là mình để đóng những cái vai người Việt, một người Việt thuần mà... Việt là chuyên môn đóng vai Tây như thế. Cho nên hồi đó thật lòng mê Quyền Linh, ai mà khen mình đẹp trai thì nó thì cũng được, nhưng mà nói là giống Tây là mình đau lắm, mình nhói đau, mình không muốn đóng những cái vai như thế. Thực ra là cái rất miễn cưỡng. Ngày xưa là trong giới điện ảnh á, là có mấy người mà đóng vai Tây chuyên là anh Đào Bá Sơn nè, anh Rô Bê Hải nè, Ali Khan nè, anh Chế Tâm. Dạ. Đây, Linh còn trong hộp ký ức này Linh còn những tấm hình. Đây. Cái này vai phi công Mỹ. Phi công Mỹ ha. Còn cái này vai sĩ quan Pháp. Sĩ quan Pháp. Sĩ quan phòng nhì Pháp. Đẹp. Đẹp trai. Thật ra anh mơ ước một cái người mà lông mũi thấp thấp tẹt tẹt để đóng nhiều vai Việt hơn ha nè. Thì đấy, chỉ để mong đóng được vai Việt. Rất là quá đẹp trai luôn. Rồi hơn 100 vai. Rồi về sau đóng rất nhiều vai Việt Nam, rất nhiều vai trong các cái phim truyền hình. Là lúc mình đã bắt đầu phải 40 tuổi rồi thì mới lần đầu tiên mới được mời đóng vai Việt Nam. Nhưng mà cái tình yêu của mình với điện ảnh ngay từ nhỏ, mình đã rất mê xem phim rồi. Từ nhỏ mình đã mê đọc sách rồi. Thì mình nhớ là nhà mình lúc bây giờ ở cái ngã tư Sở, nó có cái rạp Đống Đa họ đang xây, thì nó chỉ có một cái bãi chiếu bóng thôi. Nhưng mà mình thì luôn luôn là bố mẹ cấm không đi cho. May lắm một tuần thì cho được 5 xu để ra mua cái vé vào một mình để hay đi coi phim. Mà cha mình thì lại uống rượu, mà mình thì không dám cãi lại cha mình. Nên có những hôm á, cha mình ngồi uống rượu sân á, mình nhìn đồng hồ mình biết trời ơi, 7 giờ bắt đầu chiếu rồi, cha uống đến 8 giờ, trời ơi, cha uống lè lè đấy. Tức là gì? Chờ cho cha say. Ông say một cái, ông đi vào giường, ông nằm một cái là chạy khoảng gần 2 cây số. Chạy ra là làm gì? Đứng để chờ. Đúng với một số những đứa trẻ như mình, chờ là cái gì? Chờ để còn 5-10 phút nữa thì họ sẽ mở cái cổng gọi là thao khoan, thì chạy ao vào hay là coi một chút. Thế là khỏi còn mua vé luôn mà. Thì không, tiền đâu mua vé. Tiền mua vé. Mua đâu tiền. Thì mình nhớ cái lần đó là trời mùa đông lạnh lắm. Nó lạnh cắt da cắt thịt. Mà hôm đấy là mãi cha mình mới đi vào đi ngủ uống rượu. Thì khi mình chạy đến cái rạp mình đứng, thì có mấy cái ông đứng đấy, mình nói chú ơi cho con vào. Đi ra. Mình đứng chờ mãi mà bắt đầu có cái mưa phùn nhỏ nhỏ rồi. Mà ông vẫn không mở cửa. Đến khi bắt đầu là mình thấy mở cửa, tháo con mở cửa mình mừng quá. Mình chạy vào thì đi ngược lại cái dòng người mà họ xem phim họ ra về đấy.
Khi mình chạy vào nơi thì mình dừng lại, trước mắt của mình hiện lên cái chữ, một cái phim Liên Xô có chữ coi heo, tức là hết phim. Ở lúc đó mình đứng sững lại, mọi người cứ ra về hết, cho đến khi cả cái bãi chỉ còn một mình đứng đó. Thì mình nhớ là khi ông bảo vệ, ông lại: "Ê, cái thằng nhóc kia đi ra đi thì bọn tao đóng cổng." Thế là mình đi ra cổng rồi mình đi về nhà. Lúc đó mình 11 tuổi, lần đầu tiên mình phát hiện ra là cái con đường từ dạp mình về nhà mình sao nó sai đến như thế. Và cũng lần đầu tiên mình phát hiện là cái giọt nước mắt đó, nó rơi vào miệng thì nó mặn, và cái giọt nước mưa nó rơi vào miệng thì nó ngọt. Cho nên cái kỷ niệm của mình với điện ảnh nó là cả một cái tình yêu từ thuở ông thơ rồi. Nó như có một cái động lực nào đó, nó thôi thúc mình để mình có thể hy sinh tất cả, chấp nhận cả. Thậm chí là ngày xưa khi người ta mời không bao giờ hỏi vai là thế nào, không bao giờ dám hỏi tiền là bao nhiêu, người ta cho bao nhiêu được bấy nhiêu, người ta không cho cũng được. Mà cơm đi đóng phim cũng vậy. Mình nhớ mãi cái lần mình đi đóng phim với anh Robert Hải là, lúc mình đóng vai chính, vai Rít, anh Robert Hải là đóng vai Rô. Thì Rít ngày hôm nay, ngày xưa là bạn cùng với chiến trường, mà ngày hôm nay hắn sang tìm xác thằng bạn mình. Mình với anh Hải đóng vai chính. Thì cái buổi trưa hôm nay quay cái cảnh đi tìm xác, và quay cảnh chiến đấu cùng với cái top chuyên gia của Liên Xô, họ đóng vai quần chúng. Buổi trưa thì 1 giờ bắt đầu được nghỉ ăn trưa. Lúc trời nó nắng, chỉ có một cái nhà duy nhất, một cái nhà hàng duy nhất thôi. Thì cái top và Liên Xô được vào, trong khi mình với anh Hải, hai thằng đóng chính thì ngồi ở ngoài, và phát cho hai thằng hai ổ bánh mì. Và cái ổ bánh mì có một cái trứng, họ chiên và họ kẹp trong đấy. Anh Hải một ổ, mình một ổ. Và sáng hôm nay mình đã không ăn sáng, đói mà mệt. Nhưng mà mình nhìn thấy những anh em quần chúng trong kia, họ được ăn bò bít tết, bò sốt vang, bò lúc lắc, uống bia. Mình với anh Hải hai anh em vai chính, hai thằng vai chính, hai ổ bánh mì, ngồi bắt đầu mình gặm ổ bánh mì thì nước mắt mình chảy. Mình nói: "Anh Hải ơi, khổ quá, cực quá." Anh nói mình là: "Ăn đi, nuốt đi. Chiều nay còn một số những cảnh nổ nguy hiểm nữa đấy. Nuốt đi, quên những cái việc này đi, ráng ăn đi." Thế là mình nhớ mình ăn cái miếng bánh mì lã chả trong nước mắt. Nhưng mà tất cả vì một cái niềm đam mê. Có những lúc trong cuộc đời đã có những lúc mình chợt nghĩ lại là mình muốn bỏ điện ảnh, bỏ diễn viên, bỏ nghề đạo diễn, bỏ cả dàn như vậy. Nhưng mà mình chợt giật mình, tôi chết rồi, mình không biết một cái nghề nào khác cả. Bỏ điện ảnh ra thì bây giờ chắc chết đói, bởi vì mình không biết cái nghề nào khác ngoài cái nghề làm điện ảnh cả. Mà cuối cùng thì thôi, mình vẫn phải trở lại, vẫn theo nó cho đến tận cùng. Điện ảnh là niềm đam mê của rất nhiều nghệ sĩ, nhưng nó cũng trộn rất nhiều nước mắt của nghệ sĩ. Nếu như ai đã làm điện ảnh thì rất hiểu những cái điều như anh Sơn vừa mới nói. Trên phim chúng ta là những vai chính, là những ông hoàng bà chúa, là những người giàu sang. Nhưng khi mà tiếng máy quay cắt, nghỉ, là mỗi diễn viên được một hộp cơm, bánh mì nó khô khan, không phải là mua tại chỗ mà nóng ăn được đâu. Linh cũng đã từng rơi những giọt nước mắt với những cái món ăn như thế. Và mình nghĩ, ủa, tại sao nó khổ lên như vậy? Rất nhiều lần nghệ sĩ khóc, thưa quý vị. Và thậm chí là sau những cái hào quang đó là những giọt nước mắt như anh Đào Bá Sơn vừa mới khóc vậy. Mình nhớ nhiều thứ lắm. Thí dụ, khi mình trúng tuyển diễn viên điện ảnh thì mẹ mình không cho. Bà nói rằng là không được con, xuống ca vô loại. Thì bảo không, nhưng mà con thích, con cứ đi. Thì cuối cùng là vì tôi bướng lắm thì mẹ tôi nói là thôi. Mẹ nói thế thôi, mà không nghe lời mẹ sau này khổ quá, đừng kêu ca với mẹ nhá. Mình nhớ hoài câu đó. Rất nhiều năm sau, nhiều lúc khổ lắm, không bao giờ mình kể cho mẹ mình nghe điện ảnh khổ cực như thế nào cả. Có nhiều hôm về nhà mẹ hỏi: "Ồ, hôm nay cái phim này là con làm là
hôm nay con nói là liên hoan mà. Vâng. Dạ hôm nay liên hoan. Các ông ở hãng phim, các ông xưởng phim có cho ăn ngon không? Ôi, ăn ngon lắm mẹ ơi. Thế tại sao bây giờ con về con lại ăn cơm nguội? Quyền Linh hiểu. Tôi luôn luôn nói với mẹ tôi về những điều tuyệt vời nhất của điện ảnh, về những điều hay nhất của điện ảnh. Cho đến khi mẹ tôi chết, chắc không bao giờ bà biết rằng con của bà đã từng khổ ải thế nào với điện ảnh. Thật ra quý vị biết không, mẹ của anh Sơn nói đúng đó. Không ai làm điện ảnh mà giàu cả. Họ chỉ giàu bằng cái tâm hồn, giàu bằng cái niềm đam mê của mình, giàu bằng những cái vai diễn, và cái điều giàu nhất đó là tình yêu thương khán giả dành cho nghệ sĩ, đúng không anh Sơn? Đằng sau cái màn ảnh rộng đó là những cái điều vô cùng khó khăn mà chỉ những người nghệ sĩ thực thụ họ mới biết anh Sơn ha. Rồi khi anh đóng hàng trăm vai diễn như thế, thật ra nếu mà được như thế là mình tự hào lắm á. Nhưng mà người nhà anh thấy vui không? Bởi vì anh không bao giờ đóng vai người Việt hết. Chứ ngày xưa thì thật lòng không bao giờ, những phim ra mắt không bao giờ tôi mời bất cứ một bạn bè nào anh em đi coi. Ủa tại sao vậy anh? Ở người khác thì mời, như riêng tôi thì không. Tại vì cái vai của mình nó ác độc. Mình mời người ta đi xem, người ta càng ghét thêm mình thôi. Thí dụ như là con tôi chẳng hạn, lúc ấy con bé 5 tuổi, nó mẹ là chỉ sống Sài Gòn, nó sống với tôi ở Hà Nội. Thì tôi nhớ lúc bây giờ là có cho con đi coi một cái phim. Khi đi coi phim xong về thì mình cũng vô tình thôi, suốt cả trên đường nó không nói gì với mình cả. Đến khi về nhà thì bảo con làm sao vậy, có chuyện gì? Nó còn ghét bố lắm. Thì có gì nói cho bố đi. Tại sao cái chú hiền lành như thế bố đi bố giết chú ấy? Mình vô tư lắm, mình trả lời là trời ơi con, bố đóng phim mà. Thôi bây giờ chuẩn bị đi ngủ thì mai bố con đưa đi học. Chứ mình nhớ nó lúc trời mùa đông Hà Nội nó lạnh. Thì đến khi mà kéo nó vào lòng thì nó chợt tỉnh giấc. Nó nhìn cái mặt mình, nó đẩy mình ra này. Nó còn ghét bố lắm. Quay mặt đi. Mình sững người lại. Và mình chợt hiểu rằng là cái hình ảnh cái người lính Pháp đó, mà trong bộ phim này đã trở thành một ấn tượng rất kinh khủng hẳn vào trong cái ký ức con, và khiến cho nó ghét mình, nó căm thù mình vì mình độc ác quá. Cái tuổi thơ bây giờ làm sao nó biết rằng là mình đâu có thể giải thích được. Con ơi, bố giả vờ như thế, bố không ác, nó không phân biệt được. Đấy là một cái tác động với tôi rất mạnh mẽ để tôi sẽ không làm diễn viên nữa, sẽ không đóng Tây, đóng Mỹ gì nữa cả. Rồi sau này tôi về phương Nam tiếp tục làm trợ lý, làm phó cho đạo diễn Hồng Sên để trở thành một đạo diễn. Một đạo diễn. Và tôi hạn chế tối đa việc đóng phim. Rồi sau đó anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh thấy đất thành phố Hồ Chí Minh thế nào anh? Ấn tượng đầu tiên làm của mình là buổi sáng 4 giờ rưỡi thì hàng loạt cái tiếng pam 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 mình hóa ra xe cái xích lô máy, các xích lô máy họ chở hàng và mình thấy rất nhiều cái xe đẩy và khóc bên kia cà phê, một cái hình ảnh năng động mà hoạt động bởi buổi sớm chịu khó đến mức như thế, hàng họ buôn bán thì lần đầu tiên mình được chứng kiến rất tuyệt vời trong cái cộng sinh, trong cái cuộc sống. Và nhiều điều thú vị, nó ví dụ như là xéo lúc bây giờ tới đây thì bán cơm tấm buổi sáng, và đặc biệt là trà đá, và đặc biệt là mình gặp lại họ hàng bác ruột, mấy ông bác, mấy ông chú, bà gì được từ di cư từ năm 1954. Còn một điều thú vị với tôi nữa, rất thú vị, đó là khi mình đi ra đường Hàm Nghi, một con đường buổi chiều họ bán sách đầy trên cái vỉa hè. Mình nhớ là mình mua được rất nhiều sách quý, nhiều sách lắm. Và mình nhớ là lúc ấy giờ lần đầu tiên khi mình ra Hà Nội là có 2 cái thùng các tông sách hết. Thì cái lần đầu tiên mình cảm ơn miền Nam đối với mình là sách. Em nghĩ rằng anh vào thành phố Hồ Chí Minh chắc là thay đổi phong thủy, nó sẽ không còn đóng vai Tây, vai Mỹ nữa. Đạo diễn cũng... Anh còn nhớ vai Việt Nam đầu tiên anh đóng không? Có. Vai Việt Nam đầu tiên mình đóng là cái phim của phim nhựa của Lưu Trọng Ninh. Hãy tha thứ cho em. Hãy tha thứ cho em. Của Lưu Trọng Ninh. Bộ phim. Rồi như... sau đó thì một loạt các phim, nhiều phim khác. Và đặc biệt sau là phim truyền hình. Truyền hình thì nhiều lắm. Dạ. Rồi bộ phim đạo diễn đầu tiên mà anh làm. Mình nhớ là khi cái phim đầu tay
thì đối với tôi là một cái thách thức rất lớn, một cái bài toán quá khó lúc bây giờ. Cái kịch bản ấy lúc ấy giờ thì rất nhiều đạo diễn khác chê. Rồi sau đó thì ban giám đốc họp, có cả ý kiến của ông Sến mới quyết định để mình làm. Tôi rất cảm ơn, luôn cảm ơn thầy Hồng Sến, là ông nói ban giám đốc là tôi tin thằng Đào Hoa Sơn nó làm rất tốt. 5-6 năm vừa rồi đi với bên cạnh thôi nó đã chứng minh như thế này. Rất nhiều cái phim nó gợi cho tôi rất nhiều cái ý hay trong cách xử lý và nó rất thông minh. Thì Hồng Sến kể lại, sau đó thì mình được giao làm. Và khi mình được giao làm thì mình nhớ là mình hoàn toàn như một con thiêu thân lao vào lửa. Toàn bộ sức lực, toàn bộ tập trung, toàn bộ trí tuệ, không có để ý bất cứ cái gì trong cuộc đời ngoài cái việc lao vào. Sau 7 lần sửa chữa, nâng cao cái kịch bản phân cảnh để có pa technique để mà cuối cùng ok để mà đi làm phim. Thì tôi vẫn nhớ một cái kỷ niệm là 6 cái xe đi ra khỏi hãng phim Sài Gòn. Thì mình ngồi trên cái xe 16 chỗ, đạo diễn ngồi bên này, lái xe ngồi bên này. Để đoàn bắt đầu đi quay ở Định Quảng. Mình nhớ là ra khỏi cầu Sài Gòn, mình vẫn nghĩ rằng, ủa bây giờ mình là đạo diễn rồi à? Ủa bây giờ mình đi quay cái bộ phim đầu tiên của mình à? Có phải không hay là giấc mơ? Và mình hiểu rằng là phía trước quá nhiều khó khăn. Phải làm tốt, phải làm hay cái phim này. Không thể làm dở cái phim này được. Thì khi vừa mới dựng xong toàn bộ, rồi cái bản dựng, thì mình nói là sếp ơi, xong rồi, sếp có thể coi được. Thì lúc nhớ là ông 2 giờ ông ghé thì sách, thì ông coi với Đường Tuấn Ba là coi phim rồi. Thì hai ông thầy ông coi, cô thư ký thì đọc một số cái lời thoại lúc chưa có âm thanh. Cho đến khi hết phim, đèn bật sáng, quay sang thì không thấy ông nói gì cả. Lo ông Đường Tuấn Ba đừng nói, ông Sến giơ tay, Đường Tuấn Ba. Ông quay sang mình, Sơn, được, hay như mày. Thôi, đạo diễn, đi nhậu với tao, anh Ba, đi, tôi vui quá. Dạ. Tự nhiên trong lòng mình nước mắt chảy ra. Bởi vì đối với tôi, cái cửa ải khó nhất trong cuộc đời tôi để trở thành đạo diễn chính là Hồng Sến. Lần đầu tiên ông gọi mình là đạo diễn. Bao nhiêu cái thăng hoa, cái cảm xúc khóc vỡ òa nữa. Khóc đã chả. Theo lý ông thầy đi nhậu. Đấy là một cái niềm vui trong nước mắt. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, nỗ lực cố gắng đã có một cái tác phẩm để chúng ta tự hào là mình là đạo diễn anh nhỉ. Phim đó là phim gì anh Sơn? Người Tìm Vàng. Phim đó thì giải nhiều. Nó đoạt giải diễn viên nam xuất sắc cho nghệ sĩ Bắc Sơn. Và nó đoạt giải phim đầu tay xuất sắc nhất của Liên Hoan Phim Quốc gia. Rồi sau đó rất nhiều phim, mà đặc biệt phim gần đây nhất là Long Thành Cầm Giả Ca. Bộ phim đạt quá nhiều giải, không chỉ có trong nước mà ở quốc tế nữa. Dạ. Không chỉ có bộ phim mà cái bộ phận trong đó, diễn viên chính là Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên Hoan Phim Quốc tế lần thứ 2. Thì Quách Hồng Hoan thì cũng đoạt giải ở Liên Hoan Phim Quốc gia, giải nam diễn viên xuất sắc. Rồi giải thiết kế, rồi một số các cái giải trong cái phim đó. Và nó cũng đi tham dự một số cái liên hoan phim như là Fukuoka, Liên Hoan Phim Châu Á Thái Bình Dương ở Đài Loan, rồi sang chiếu như tại Nga, chiếu tại Hà Lan, vân vân. Nói anh Đào Hoa Sơn thì không thể nào nói hết được, quá nhiều cái giải thưởng, quá nhiều những ký ức, là không biết bao nhiêu nơi có những cái dấu chân đạo diễn và diễn viên Đào Hoa Sơn để đi qua. Nhưng mà ngày xưa anh, như lúc em nhìn lên màn ảnh nó thấy anh đẹp trai quá, không biết bao nhiêu người đẹp đã đóng với anh rồi. Và em thấy rằng anh cũng hôn nhiều người lắm rồi đó. Kể cho Quỳnh Linh nghe một chuyện. Nhưng mà xin giấu tên cái diễn viên nữ. Dạ. Thì lúc đó là quay cái cảnh là vào khoảng gần cuối phim thì bắt đầu họ mới yêu nhau và tỏ tình. Thì nó có cái cảnh hôn rất là lãng mạn trong căn phòng lung linh anh đến. Thì sau 10 giờ bắt đầu đến cái cảnh hôn á, thì mình nhớ là mình sắp sát vô cái mặt, bắt đầu lấy cái tay ve vuốt lên cái mái tóc, sát vào cái miệng cô ấy. Thì tự nhiên tôi có một cái mùi, không biết là ở đâu ra. Mình sững người lại. Tiểu đạo diễn trong môn đối thoại, Đào Hoa Sơn hôn đi.
mình xé vào trong cái mồ hôi không chịu chịu được. Thì tự nhiên cái cô diễn viên nữ á, cô cười mà cô phụ đứng, cô đứng dậy. Thì ông đạo diễn là cái gì đấy? Thì phó đạo diễn bảo là sếp ơi, hôm nay lúc mà hồi nãy nghỉ để chuẩn bị quay là nó đi ăn bún riêu, và trước khi ra về nó chơi ba muỗng mắm tôm nó ngậm vào trong miệng. Thì nó biết Đào Bà Sơn nó sợ mắm tôm, nó biết như vậy mà nó chơi. Thế cả thể ăn cố tình đó đúng không? Thế xong cuối cùng đạo diễn bảo mượn cho nó cái bàn chải đánh răng đi. Hai cái cảnh quay như thế mà may hồi video nhá. Chứ nếu mà là quay phim nhựa là chết. Chết, phim nhựa chắc không dám dở như rồi. Thế đấy là một cái hôn gọi là nụ hôn mắm tôm. Rồi mình nhớ một lần nữa, một cái diễn viên nữ, chị ấy rất nổi tiếng. Đẹp, chị ấy đẹp. Thì mình đóng cặp, mình đóng vai thằng sĩ quan Mỹ. Nhưng mà cái nhân vật Mỹ đây, nhân vật rất đẹp. Thì là có cái cảnh hôn. Thì đạo diễn quyết định là quay qua cái màn kín để cho nó một chút cái mờ ảo, cho nó đẹp. Thì ông ấy bắt mình là hôn từ dưới, hôn lên từ từ, hôn lên trên ngực, hôn lên cái cổ, hôn lên cái cằm và hôn lên lên môi. Thì đạo diễn Lê Hoàng Hoa đạo diễn phải hôn tình cảm. Bây giờ ông hôn làm sao để xem có cảm giác được cái da thịt ngọt ngào của cô gái trong cái miệng của ông. Máy đi luôn, quay cận là theo. Thế khi mình hôn rất tình cảm, mình nhưng mà nó đắng. Cái gì nó đắng càng hôn lên đến đây thì mình chịu không nổi nữa, bắt đầu mình sặc. Mà cái gì thế, bảo trời ơi sếp ơi đắng quá mà cũng quay phim nhựa. Ông la đắng thì mày dáng chịu mà đắng lắm. Thế thì cái diễn viên nữ cười sặc sặc, thôi anh ơi đừng trách Đào Bá Sơn, lỗi tại em cho mỹ phẩm giòm nhiều quá, đừng trách Đào Bá Sơn. Biết cái mỹ phẩm giòm gì ở đâu mà nó đắng, trời ơi. Cảnh sau, cảnh hai, rất tình cảm, mình hôn lên dần. Ngoài Lê Hồng Hoa tốt lắm, Đào Bá Sơn tốt lắm, rồi mình hôn lên dần, lên cái cằm gì mà mình ngước lên, thì mình sững lại, cách mình 3 mét có một thằng cha nó ngồi chụp ổn, nó nhìn này, mình biết là người yêu của cô đó, của cái cô ấy, mình sững lại, mình sợ quá. Lê Hồng Hoa bảo cái gì đấy, Đào Bá Sơn quay tiếp, làm tiếp đi, trời ơi. Mình không nói được cái gì, mình tới đây mình chỉ cái cảm xúc của diễn viên lúc bây giờ làm sao cũng có thể hôn tiếp được. Thật ra quý vị biết không, có 3 cái cảnh trong phim mà sợ nhất. Em đã từng trải qua hàng trăm vai diễn điện ảnh và phim, sợ nhất là 3 cái cảnh. Một là cảnh làm tình. Đúng rồi, cảnh làm tình trong phim nó không có thật, nó khó chịu vô cùng tận luôn trong cái bối cảnh mình á. Mà đâu phải quay một lần, quay vài chục lần như thế. Làm cho nó chai cảm xúc luôn. Cảnh thứ hai là cảnh ăn. Ăn đâu phải một lần, sợ nhất là cảnh ăn. Và cảnh thứ ba là cảnh hôn nhau. Nếu như anh Sơn kể là chuyện vui thôi nha, còn chuyện buồn rơi nước mắt nữa. Người diễn viên phải cố gắng quay mỗi cảnh nó hôn nhau mà hàng trăm con mắt nó cứ nhìn vậy nè. Không phải cái ông người yêu của cô ấy mà bao nhiêu người nhìn. Làm sao mà hôn được tự nhiên được. Phải nói là người nghệ sĩ phải vượt qua cái cảm xúc đó mới có một cảnh đẹp được. Kể ra thì cũng rất là thú vị anh nha. Nhưng mà cuối cùng Bộc Đào Bá Sơn phải nói là đã thành công trong nhiều lĩnh vực. Anh đã không chỉ có là vua phim trường, anh không chỉ có là những diễn viên chính để làm nên tên tuổi của những bộ phim, mà bây giờ anh còn là một người thầy đào tạo không biết bao nhiêu người nghệ sĩ, rất nhiều cái nhân tố cho nghệ thuật nước nhà. Và sao anh lại chuyển qua làm thầy cho anh Sơn? Mình chuyển qua là cũng một cái lần cũng là ngẫu nhiên. Tức là lúc bây giờ thì nó có một cái đề tài gì đó của trường, một cái đề tài chuyên sâu vào cái bi kịch. Trong trường đề xuất thì Đào Bá Sơn rất rất rành về bi kịch. Tôi đã nói chuyện ở bên Đại học Sư phạm một lần về những bi kịch của Shakespeare. Thì trường mời đến thì tôi có nói 2 buổi cho sinh viên đạo diễn, cả 1 buổi tại chức. Thì sau là cái buổi thì lại được mời sang nói chuyện, hình như là cũng là K2 chính quy hay gì đấy, nói chuyện 1-2 buổi rồi. Sau đó thì khoảng 1 tháng sau thì tôi được nhà trường mời đến gặp anh Văn hiệu trưởng, đặt vấn đề mời chính thức giảng dạy. Từ bấy giờ trở đi là trở thành một cái giáo viên thỉnh giảng của trường sân khấu điện ảnh. Chuyển qua sư phạm như thế, cái việc mà làm dấu án rất là quan trọng luôn. Vậy thì anh làm dấu án bằng cách nào? Khi tôi trở thành đạo diễn thì chỉ có duy nhất cái cuốn ngôn ngữ điện ảnh của Marcel Martin. Bây giờ tôi vẫn giữ ở nhà mà tôi đã đọc nát. Bây giờ mà ai thấy cái cuốn đó là thấy thương, cuốn sách chứ không thương tôi. Đọc nát, gạch, ghi chép, nát bấy trong cái cuốn sách đó.
thì đương nhiên là đấy cũng là một cái ông thầy nữa, về mặt toàn bộ, về mặt lý luận, về mặt những vấn đề cơ bản soi cho mình. Còn cái thực tiễn ok rồi, nhưng mà mình vẫn phải có cái gốc. Rồi sau này khi mà giảng dạy thì mình bắt đầu sưu tầm sách, coi phim, sưu tầm băng video, lúc ấy chưa có đĩa. Giờ mình nhớ là để soạn giáo án thì cần có dữ liệu. Và lúc bây giờ thì mình đi sưu tầm, mình cắt lọc tất cả những cái bài viết của các cả đạo diễn khắp thế giới, trả lời về công việc của mình phim này, công việc của mình phim kia. Và mình cắt rất nhiều các cái tạp chí điện ảnh thì mình góp lại nhiều những bài về đạo diễn, những bài về diễn viên, những bài về vấn đề điện ảnh của Việt Nam và thế giới. Rồi vấn đề quay phim và kỹ xảo thì mình có khoảng 12 cuốn dày như thế này. Từ diễn viên, đạo diễn, học biên tập, học rất nhiều, mười mấy năm học ở trường điện ảnh. Có những lúc mà trường cũng thầy hiệu trưởng mới nghệ sĩ Đoàn Dũng mời của Linh ở lại giảng dạy thì Linh cũng có giảng dạy một thời gian. Nhưng thực ra cái khó của Linh nhất là soạn giáo án này. Nó không thể soạn được bởi mình là một người nghệ sĩ. Từ ngồi để viết ra như này vừa sưu tập này rất khó. Chính vì thế nên Linh có dạy. Chứ hồi xưa đúng ra Linh là trở thành một người thầy rồi. Khó nhất là làm những cái giáo án này. Bởi nghệ thuật nó khác với những bộ môn khác. Giáo án nghệ thuật nó là những cái tâm hồn của người nghệ sĩ. Chính người thầy đó. Mình lọc đây tất cả những cái dữ liệu, nó trở thành cái dữ liệu để mình soạn giáo án. Vì ở trong này thí dụ những ý kiến của đạo diễn Stanislav Govukin, hay là những đạo diễn Margarita, hay là đạo diễn Michael Hopman, hay là những đạo diễn Bernardo Bertolucci, vân vân, của hàng loạt những cái phim. Đây, mình lọc, mình ghi chép, mình gạch đầu dòng, mình ghi chép, rồi sau đó mình soạn những cái giáo án, những cái ý kiến của họ về xử lý một bộ phim thế nào, những ý kiến của họ về xử lý tình huống thế nào, những ý kiến của họ về sắc màu trong phim sao, những vấn đề họ đặt ra cái gì trong phim, thì đây những cái câu trả lời thì phải có dẫn chứng. Đây là một cái ý tưởng rất là độc đáo đó. Chúng ta lấy kiến thức của các đạo diễn nổi tiếng thế giới để cho làm giáo án cho mình. Bởi vì mỗi một đạo diễn là một bài học, một cuộc đời của một đạo diễn với những tác phẩm của ông ấy, mình hệ thống lại, mình tổng hợp nó lại. Đương nhiên là chúng ta không bắt chiếc, nhưng chúng ta phải học từ đó để mà chúng ta sáng tạo ra có những cái gì của các bạn. Chỉ có sáng tạo mới mang đến những tác phẩm độc đáo. Họ đã rất tuyệt vời rồi, và bây giờ cần một cái tuyệt vời của anh. Phải có cá tính riêng của mình mới là tác phẩm của mình. Đúng rồi. Tuyệt vời. Để được một cái bộ giáo án vàng này đó thì anh Đào Bá Sơn phải mất rất là nhiều công sức cũng để chọn lọc hơn 20 năm. Hệ thống hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Đây là 12 cuốn. Học sinh chỉ cần đọc như đây thôi đã có một cái kiến thức về điện ảnh, một cái bề dày rất là lớn rồi. Nhưng từ kiến thức qua thực tiễn nó lại càng khó hơn nữa. Chính xác. Anh phải trải nghiệm, anh phải có những kỹ năng xử lý một cái hệ thống lý thuyết này trở thành cái bản năng cá tính. Sáng tạo. Sáng tạo. Anh phải từ cái tâm hồn và sự đam mê của mình. Em nhớ rằng đâu đó có một câu rất là hay của một cái nhà văn rất là nổi tiếng là: tôi đi tìm tôi trong cơn mưa, tôi đi tìm tôi trên con đường vô định, tôi sẽ tắm mình trong bão tố, mặc cho dòng đời trôi nổi đầy vơi, nhưng cuối cùng tôi phải là tôi. Đúng. Phẩm chất nghệ sĩ, cái phẩm chất sáng tạo ở trong chúng ta có, luôn luôn có ở trong chúng ta. Chỉ có vấn đề là liệu ta có đánh thức được nó không? Hay là ta để cho nó ngủ quên, ta du ngủ nó bằng những thói quen khác. Tôi cho rằng là đối với người nghệ sĩ, nếu như mà họ suy nghĩ về nhân vật của mình, họ suy nghĩ về công việc của mình, họ suy nghĩ sâu và thấu đáo vào, thì thế nào ở trong tiềm thức đâu đó cũng sẽ có mách bảo với anh điều này điều khác trong cái sáng tạo của mình. Một ngày thật là tuyệt vời được trò chuyện với anh Đào Bá Sơn. Nếu như có thời gian, Linh còn sẽ hỏi anh Sơn nhiều nữa, bởi vì tiếng Anh là một kho tàng để chúng ta học hỏi về những sự nỗ lực và cố gắng. Bất cứ nghề nào, bất cứ một lĩnh vực nào, nếu không có sự đam mê, không có sự cố gắng, không có sự nỗ lực và không có sự tìm tòi sáng tạo thì chúng ta không bao giờ thành công cả. Và ở Đào Bá Sơn luôn luôn có những điều đó. Cảm ơn anh rất nhiều về trò chuyện ngày hôm nay. Chúc nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục truyền một cái bộ giáo án vàng này đến những thế hệ tương lai đam mê điện ảnh.